Chào cả nhà yêu nhá, hôm nay Kim Huệ cùng với chị em cùng đi du lịch đến một nơi có rất là nhiều cảnh đẹp, nhất là vườn chúng ta thấy có vườn hoa cúc hạ mi trắng đẹp quá. Quay nó mới đẹp chị em. Quay được nhiều hình ảnh đẹp lắm. Bên mùa, anh bên mùa, đồng làng về đêm. Đây ơi, ơi mua bó hoa á, tay cái dài dài mình đang mở cắt kìa, trời ơi, ra mua bó hoa cho em đi. Để xem nó có đẹp nhá. Chú hiệu cho nhạc cho nó hay đi. Quay chứ. Còn em cái hoa này hoa hoa trắng à? Mình thôi cứ ở vườn hoa trắng thôi em ạ, không phải cần phải gì đâu, bởi vì là có hoa. Có hoa đây rồi. Đúng, có hoa đây rồi. Vừa xong. Em tính đi là trong này nó không đi được. Tối thì đi sang bên này. Em này mình đứng đây rất là lắng nhăng nên em đứng rất là trói mắt. Em rất là xinh tươi, tỏa sáng trong vườn hoa cúc hạ mi ơi. Rồi, được. Được mà, đẹp mà. Đẹp lắm. Đến mùa, anh đến mùa, cánh đồng làng đèn đi. Hồ Tây chị hỗ trợ phụ họa